Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần thứ ba của cái bài mẹo học từ vựng bằng những cái câu thơ nhé. Xe hơi du lịch là car. Sir, ngài, lord, đức, thưa bà, madam. Thousand là đúng, 100. Ngày, day, tuần, week, year, năm, hour, giờ. Wait there, đứng đó, đợi chờ. Nightmare, ác mộng. Dream, mơ, pray, cầu nguyện. Trừ ra, except, deep, show, daughter, con gái, bridge, cầu, pond, là ao, enter, tạm dịch, đi vào, thêm for, tham dự, lẽ nào lại sai, shoulder, cứ dịch là vai, writer, văn sĩ, cái đài, radio, a bowl, là một cái tô, chữ tear, nước mắt, tomb, mồ, miss, cô. Mấy khâu dùng tạm chữ su, kẻ thù dịch đại là phu, chẳng lầm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Có gì thắc mắc thì hãy comment vào bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé.